Sưu ta từ tiết thà mùi tiết sở rai tờ đại nâng sưu thà mùi tiết trong sưu thà ta tệ điêl mà nụ đại cua tệ điêl hơi nâng chê mà nụ đại cua chê lăng than sưu đôi kỳ chạp đạn ta bật thua miên bởi riêng chăng ọt bởi riêng bàn đập bẹ cả đà lệ dương thà lược bẹ cả đà bọn này dây trăm tờ bẹ tệ điêl tay bọn ọt bàn dây bẹ chê thế nếu không ăn cơm trần thì các chợ tụ cạn thì bạn nâng bọn trà thá nâng tiề bọc cốt đại cua nâng tiề xò xá bọc cốt đại cua xó xà láng than xua đôi kỳ lớp tự tạ nâng bọn than chẳng mềm nâng tiề bọc cốt đại mình cua nâng tiề mình này thằng bọc cốt cua xò xá tới tai dương bài tới chìm nâng tiề pru ca chừng này chị đam sở xá bọc cốt để cua nâng tia từ vinh bọc cốt là cọ tê tại dân tơ xó xả anh đang luyện là ruộng đối kỳ chập tùm luyện ngày muốn được mà bỏ sải này đường nắng nên phần dây tiệt tiệt đó tầm bay tọt từ ao cọt sạp mình anh phải trong sừng cọt nguồn sở xá bọc cốt để cua sở xả bọc cốt để cua sở xá nắng tu bay bọc cốt nắng là o men cả đời hơi dân sợ xa xong cua men cả đói bánh thử mơ lưu chặt dân tiết ủ tiêu hoa ta bệnh xa mà xa mốt chi bọc cô cua sợ xa hơi rứa có bọc cô mà nẹ chi bọc cô lọ hơi dân có sợ xa bánh chặt nâng ọt lọ đi chặt bọc dân nâng ọt lọ đi sợ xa bọc dân nâng đầm bay ai bọc đầm bay ba nào vậy mà dạng sợ xa bánh ta sợ xa ní mình mến bước khơi nhầm bơ lọ để cọt phơ tế phụ khơi bộ cô năng lập bay bộ cô năng biên mục mọt chân xa xa ai bọc quạt tớ quạt năng rộp an anh năng lực xùi anh năng bay bàn chân chó anh đi mẹ này anh năng kì hào thả ai bọc vậy ai bọc chân việc miên ấy kia bì mơ phá chất đỏ đài nâng tia bộ cô đại cua nâng tia mẹn lâu khơi thả bộ cô năng ạc rõ dân còn nâng tia, sẽ đạp mau bị khéo thở bộ cô nâng xong tận nâng tia chẳng mến bất nhiên bị chất dân nẹ nâng tia nè nâng tia đôi dịch đầy khăn xóp anh nâng mình chô khăn vung đại bọn xâm đại anh tê chẳng dân còn ôi vô bịa bệ xa mà xăm phút thay nâng tia bộ cô đại cua nâng tia ôi đại bộ cô nà có rõ cứt tận nâng tia đôi dịch đầy khăn xóp đôi cùng đông cùng cua nơi dân tha anh nâng trâu tam bộ phút lần thanh xua ô con à con nâng mong giờ lẽ nâng cùng an lê bị bỏ ăn than chẳng chết tận nên tia cái ập tê mình chẳng tê tu bay trên nên tia bộ cô là cọ men cả đôi đôi bỏ ăn nên tia tê và toát bỏ ăn men khăn tê và toát tê tì muối chẳng ói bộ cô nó đằng luôn tì pí cùng ói nhận được tới vô tầm rập tạm ní phải giỏi đi can nên tia bộ cô đài cua nên tia cho bây giờ khăn ập men cô đang tha ok cài luôn tê hơi co mình men chỉ ca ham nhận được tới mình ói thưa tạm đấy ham nhận được tới mình ói rọp ản thì họ thà khơi lộ muối nè cú sợ trâu dân dư quay sẹp ngày cởi máu lộn nắng miên tô ấy muối cú ở chạp cầm hò bàn chân nom kia ruột lơ cầm hò cho cả xa chân tới phơi ở lộn nắng cầm ôi miên mục ruột to từ tiệt mình mềm chân tê mình mềm chân tê chân mình bịa bỏ ăn đi sắc xa mình sửa đối bỏ ăn thả sắc xa vì này đẹp bạn thì dành để thua tầng ngon nè sắc xa mình sửa đối chạp buộc vì cần tôi được bị khăn chân viết tận lọc chắc luôn này cứ ca vô cho lòng hiểu lẽ cứ ca vô cho lòng sắc xa vì nay mình lõ mơ nghề kể luôn anh thôi trầm trâu tớ khởi kê thôi mình trầm trâu mơ nghề kể à mơ nghề kể năng hơi chứ cũng học thăm mây mùi tiệt kê thôi khó việc khó hời dân thôi trâu về lõ hời tay trăng để dân trâu kê khó bằng cách ca mơ nghề kê cũng học thăm mây mùi tiệt chứ cũng học thăm mây rồi bỏ dân trăng để dân mơ nghề kể thôi mơ nghề mình thôi lõ nè mơ nghe mơ thao kê tệ điên kê tha kê bầm cát là ngất từng ngày ấy chăng hãy nó sợ nó lụa chăng thô mơ nghe kê xảy nâng à lơ cầm phúc luôn ảnh chỉ á có sợ kê khóc việc khó hỏi dương trâu lọ hỏi tay dương khai tư chi ạc rõ vinh trăng để dương mơ nghe kê nâng à priếp thiếp đức nhạc miên nhạc rõ chăng sự phía sắp bổ ràn cái đây ca ọp rung cái đây ở dương trăng prai rô trọp sầm bát ở dương miên ban nhé ở dân miền ban bịa bờ đai bờ đâu bỏ cha tung bỏ kêu bà cha anh chàng cả prang prai non ở miền trọ anh chàng 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 dân miền là o hời bên đâu thì dân miền mơ nghi nè có ai đang chưa cầm ho mùi tiệt nhớ lắm nè chưa cầm ho thay mùi tiệt
Dân là ó, cứ là ó hời. Dân thơ trớ cứ là ó hời. Nên đã tới thơ khóc về khóc hời. Trong thì dân mơ nghề kế. À nâng. Chưa cầm học mùi thì chắc ban bồ ràn. Dân lực biệt mùi thả mít. Miên rẽ xa xót đôi xâm quật bọt bị khẩu. Bà ra chả rẽ xa khẩu đôi xâm bớ nữ xâm bàn. Thấy nế. Miên rẽ xa xót. Mình mên ôi nẹ miên mơ nghề nẹ khó tế. Dân miên nâng tầm lấy thay thân nô. Rồi bọt nẹ miên cứ trong để chế ạ nụ cửu nẹ. Khó dân trâu miên nẹ bẩm ra trâu miên cam mà co nè nẹ tầng ọc nè nâng ạ đôi xùm bột nhiệt chung bên dân nâng đôi xùm bột khỏi áo dân chăng tay bà sân bà dân ọt thay ra xa nê tế miên tầm mà nẹ ai đôi đào xa rạt ọt miên nhiệt xùm đây à khỏi chê bà cho cái ấy chăng tớ nhiệt chung bên kia ọt xa lánh kia ọt xa lánh dân đôi đào xa rạt chăng miên đôi là hức bần tay ọt miên nhiệt mất xa rò lánh nâng đôi đào xa rạt miền miền bên tai cất phơ lo chấm pu nè cây cỏ mình bạc căn khuôn mình miền nè chẳng tới có cái cột rốt sờ lánh cột nè ai à, chui tam thôn thiên ai à, miền ở vét lo ao cầm nứt cầm lư rồi si ấy đó nè đất tây chẳng tới nắng nè cỏ chung vinh khuôn chẳng nắng đôi chiếc sầm bốt khó khó ao chẳng à praj là xa khẩu praj nắng nắng cái đây cái lướt phơi chỉ nè praj rồi có ban chúa thay chỉ nè praj chỉ bẩn đất nắng cứ sầm ráp, ấp rúng, sầm ráp, chui, đal cầm nít, giữa bal đal nẹt, khay nẹt lồng nguồng. Ai bây giờ ban chơi hết tê chi, tê điêu cái sắt à là ngất từng ngày, à lồng nguồng, à lồng nguồng mà pui. Chơi bên đấy cái chụp hàng nẹt prai vậy, vì ở tầm lay nẹt prai thôi. Prai chỉ đẹp xa khay đôi sầm pư nữa sầm bàn, sầm pư với thôm men, bên tai mình ai chui tới đal chăng ban tê, trâu pưng sầm bàn tu tôi nắng. Chỗ từ tinh đi tinh nó mà đong mà cà mình chăng nè à rước cà phê sầm pơ nâng lịch tới về nông miền tụ sầm pan tôi nâng mà nô chi lên nâng về mình ngọp ó chưa bây giờ mình miền sầm pan thế và cài thì mình nè ai tới ọt ọt rum kê ọt bơiên kê về miền bụi nè che đằng nào to từ tiệt về mỏ ọt mình chăng nè à chăng phải là xa khai xa khảo nó cứ trăng tay chui bằng hát bóng bằng riêng kê nông à chui prap kê nông à bậc nhiệt là nguồn ấy bầm prap bàn ấy bạt là nguồn hình ấy là bàn là che che để kê đó viêm chân ấy giờ là chân sờ rộp màu vinh thả rương chế bỏ mặt mình phải đi nói chế để chế pru hai đây cả đời chế à sẽ đặt a mình tây tu bấy chmu là o ơ chế nè a mình được là o ơ ấy nhưng mà là o hơi anh nó vừa còn ba hơi anh nó vừa là o nhóm nó vừa on dưới đời đạp bịa phải đứa đứa nè đó là pê cái đây nè à nhóm nó vừa khóc anh nó vừa trâu nó có chặt cho bịa chê để và chư cái ớt chê cái ớt học tiếp ấy tới tha cái là o bên tay ớt bịp đàn dây ớt đàn dây ớt à anh nó khóc khóc nó nhóm không anh nó vừa là o anh vừa thẩm thấu ấy bụi anh nó vừa thẩm thấu á chẳng có chất cho bịa chê đây chẳng á mơ chất bao dân ta dân giấy nó bị uôn vào phần nè bị giấy phần nắng á uôn lên nè cái đau á nè mến ơi cái trâu mến ấy nó giấy phải chua giấy phải chư phát đư ta bị ọt rụi bị ca tam đàn chất bao dân tê do lẽ nâng ai nâng ai chẳng để tha tệ điên bộc lộ để cô tệ điên lang thang suốt đôi để lực tự đang tuôn để chất đang cát cổ sao bởi chất khăng ruột ta đái lòng mà đoan tiệt thà tệ điên bộc lộ để cô tệ điên bởi chất khăng chỉ mui đằng bẹ tệ điên cư chỉ bạc con tay bồng miên bồng non pi đôi màn dễ chẳng miên đôi màn dễ và ông tha nè nghe tì mũi khơi nhận được tay thôi khó nâng á miền chất mê ta khơi nhận được khơi nhận được bông tệ đạp lâu khó đốt dương khơi mà nô bạc lan ngụa bông chất thật lệ chú đô chăng á dương sẵn sàng bạp nên mến sẵn sàng ôi bị thật lệ bằng mong tê sẵn sàng ở kịp nhẹ á chăng á đá sẵn tệ cùng ôi nâng á đôi kì bầm rông lếp thân nam bôl dương á dương khơi sẵn sàng vã tới thật cùng lếp án năng thân nam bôl tê tay chất dương ọt miền khăn nghe dương á chất dương miền khăn nghe bí bố án nát khăn nghe khăn nghe bôl ngọt đôi dân khơi mà nó thua ở đó dân nâng tia chung phố ẩm phơ để có thơ vì mình là ổ bên trên chó khai quạt đang việc cửa thân nạ trâu chọp tục chọp tô thật lẹ nó rụi dân đó nè
ហើយនឹងទាបែបនេះទេដែលថាឡើងឋានសួគ៌ដូចគេលើកទៅដាក់ឲ្យទៅបានព្រះឋានដិនទាបុគ្គលឬគូនដិនទាអាណាធ្វើខុសអញ្ជើញពេញរង្វាត់មិនអញ្ចឹងទេយល់ទេសរសើរក៏ដូចគ្នាសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរវាទល់តែចិត្តកុសលដែរទី 1 ឃើញថាអអំពើរបស់គាត់ធ្វើហ្នឹងពិតជាល្អមែនទី 2 គាត់បានគេទទួលរាប់អានច្រើនយើងឃើញថាផលដែលត្រូវបានអដែលគាត់បាន ល្អ អញ្ចឹងហ្នឹង ព្រោះតែអំពើ ល្អ ដែលគាត់បានធ្វើអត់ចំណែននេះ ហើយក៏សរសើរ សរសើរ ទី 1 លើកទឹកចិត្តគាត់ ឲ្យគាត់ធ្វើល្អ តទៅទៀត ទី 2 ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីហ្នឹង យកគំរូតាមគាត់ ថានឹងពិតជាល្អមែន ឃើញចិត្តល្អទេ ជាបុណ្យកុសលដែលគេមិនងាយធ្វើណា នោះ ណា មិនអស់លុយ មិនអស់កាក់អីទេ ប៉ិនងាយធ្វើទេ ចំណុចហ្នឹង កុំថាលេង ព្រោះមនុស្សយើងសម្បូរសេចក្តីចំណែនឃើញគេល្អជាងការចំណែនឃើញគេគ្រប់គ្រងនៅនេះនៅរស់ច្រើនអត់